Sinh ra và lớn lên ở vùng lũ Thượng Hòa, huyện Nho Quan, anh Bùi Văn Sao thấu hiểu những gian truân vất vả của gia đình và những người nông dân nơi đây. Với sức trẻ, tinh thần ham học hỏi, trao dồi kiến thức, đồng thời được sự ủng hộ, hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp các ngành và bà con nông dân, anh đã mạnh dạn đấu thầu 150 mẫu ruộng trũng để thực hiện khát vọng làm giàu ngay trên quê hương khi ở tuổi ngoài 30. Toàn bộ khu vực ruộng trũng này trước khi bà con nông dân, nơi đây chỉ cấy được một vụ lúa. Giờ anh Bùi Văn Sao thuê lại với thời hạn từ 5 đến 10 năm để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Bước đầu, anh thế chấp tài sản để vay vốn từ ngân hàng với số tiền 1 tỷ đồng, đầu tư làm hệ thống đường đi lại, đảm bảo thuận lợi cho việc sản xuất, đồng thời quy hoạch cải tạo lại ruộng đồng, mua cây con giống. Sau hơn 2 năm triển khai, giờ đây trang trại tập trung chăn nuôi vịt, dê và thả cá từ chính việc học tập nghiên cứu kỹ ít đồng ruộng mà anh đã tìm ra hướng cho nuôi quảng canh nhưng lại đảm bảo tiết kiệm được chi phí để có nguồn thu nhập. Khi bà con bàn giao đồng cho mình thì mình phát triển mạnh về cân vịt nã, để để lấy cái vốn để quay vòng. Xong bắt đầu lại đẩy vào cân cá. Hiện nay thì cám công nghiệp thì cũng rất đắt. Nên là mình tận dụng được cái lúa dài đây của bà con với lại của của mình cho thêm cám nữa thôi là là hiệu quả sẽ cao. Trong quá trình thực hiện mô hình, anh luôn chủ động nghiên cứu, học hỏi, áp dụng kỹ thuật, đúc kết kinh nghiệm và liên kết với một số hộ tại địa phương nhằm có được kết quả tốt nhất. Với mỗi loại con nuôi thì nắm chắc từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Bên cạnh đó, công tác phòng trừ dịch bệnh được coi trọng. Về con vịt thì mình cũng có mấy em bên gọi là thú y thì cũng thường xuyên gọi là trao đổi với mình. Với hai là thi thẳng cũng xuống kiểm tra cho mình để kiểm soát được cái dịch và và cái bệnh tật. Về con cá thì nó có thì nó ít bệnh hơn. Thì mình thả ra đồng thì nó ít bệnh hơn nuôi công nghiệp. Thì cũng không 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 phải kiểm soát được bệnh tật mấy. Chỉ yếu yếu là cái nguồn nước cho nó là đặt đủ mùa nắng này thì làm sao đạt cái khoảng 5 đến 60 phân là là con cá sẽ 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 ổn định. Không, không, nó sẽ ít bệnh tật. Bằng bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu khó, anh Bùi Văn Sao đã biến vùng đất khó thành lợi thế để làm giàu cho gia đình, là tấm gương sáng trong phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp trên quê hương.